Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Phan Văn của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách làm sao để mà chúng ta có thể kiểm tra xem là cái kênh YouTube của chúng ta có vi phạm cái bản quyền ở trên YouTube hay không, hay là có vi phạm bất kỳ cái nguyên tắc nào ở trên nguyên tắc cộng đồng nào ở trên YouTube hay không. Thì để làm được điều này rất đơn giản luôn, các bạn hãy truy cập vào cái trang chủ của YouTube nha. Xong sau đó các bạn chạm vào cái phần là kênh của bạn. Rồi xong sau đó các bạn truy cập vào cái phần YouTube Studio nha. Thì ở cái phần YouTube Studio phiên bản thử nghiệm này á, các bạn nhìn theo con chuột chuột của mình nè, các bạn kéo xuống phía dưới. Kéo xuống phía dưới và các bạn chạm vào cái phần đó là tính năng khác nè. Thì ở cái phần tính năng khác này các bạn kéo xuống và tìm đến cái phần đó là trạng thái và tính năng nha. Đó, thì ở cái phần trạng thái và tính năng này nó sẽ thông báo cho tất cả các bạn cái tất cả những cái điều gồm bao gồm trạng thái bản quyền của bạn nè, các bạn có vi phạm cái nguyên tắc cộng đồng của nó hay không, và những cảnh báo hay như thế nào đó thì nó sẽ thể hiện hết ở đây. Và các bạn chỉ việc vào đây và kiểm tra xem là cái kênh của bạn có vi phạm cái bản quyền cái kênh YouTube hay không. Ok, thì cái phần giới thiệu của mình cho các bạn cái cách để mà kiểm tra cái trạng thái bản quyền của cái kênh trên YouTube của các bạn đến đây là hết. Nếu thấy cái video này của mình mà hay á, thì các bạn có thể là đăng ký kênh và xem thêm các video khác để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác hay hơn.